Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. À, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái giới thiệu kênh YouTube đơn giản với phần mềm Filmora 11 nhé. À, OK, để tạo một cái giới thiệu kênh ấy thì bạn sẽ cần hai thứ nhé. Một là cái nhạc nền. À, nhạc nền thì mình có lên cái kênh, à, lên cái YouTube Studio nhé, gọi là Audio Library. Sau đó mình nhấn vào cái Duration này nhé và cái chỗ này thì nó sẽ ra những cái mà à, đoạn nhạc ngắn ngắn ấy từ 2 giây đến 6 giây. Mình thì à, chọn cái này nhá, DG này. À DG Sting đây. À, đơn giản thôi bạn à, nhấn vào nút tải này download à, tải về ok sau khi bạn tải về ấy, thì cái thứ hai bạn cần đấy là phần mềm à, Filmora. thì à, mình có đặt link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tải về các bạn cài nó lên nhé Filmora thì là một cái phần mềm tương đối dễ sử dụng và các bạn à, có thể tạo được nhiều thứ lắm không chỉ là giới thiệu kênh bạn edit video các thứ làm youtube thoải mái à, ok bây giờ mình sẽ mở Filmora lên nhé À, và mình sẽ tạo một cái dự án mới. À, đây là cái giới thiệu kênh YouTube Đó là mình sẽ chọn cái tỷ lệ khung hình là 16:9. Sau đó mình nhấn vào nút này nhé, create new project nhé. À, ấn vào đây. À, rồi bước tiếp theo là bạn import cái nhạc uh, intro đấy vào thì uh, nó ở đây, cái nhạc intro đây ở chỗ này mình sẽ kéo mình thả vào trong Filmora thôi. Thả nó thẳng vào đây. Sau bạn kéo cái nhạc xuống. À, cái này nó 6 giây nhưng mà bạn có thể làm ngắn hơn cũng được nhé. À, ok, à, nó kết thúc ở 3 giây, mình cắt đoạn này đi à, Tiếp theo là bạn sẽ đưa một cái title xuống nhé Bạn đi đến phần title Sau bạn chọn tiếp cho mình phần free này nhé à, Bây giờ cái Filmora 11.6.7 thì nó có một cái thư mục miễn phí Để các bạn có thể dùng, à, có rất là nhiều cái hay Bạn kích vào đây free, sau bạn tìm một cái mẫu title à, Bất kỳ một cái mẫu nào bạn thích nhé à, Mình sẽ chọn cái này nhé Fire Particle Pack Title 11 nhé À, ví dụ mình kéo mình thả xuống đây à, đặt trong một cái track ở trên timeline OK à, đoạn ngắn như này title rồi thế là cái chữ là do title ấy, thì là sẽ là tên kênh của bạn à, bạn sẽ kích đúp vào cái hộp title ở trên timeline sau bạn sửa à, kênh của mình e-learning supporter chẳng hạn à, OK chữ nó hơi to mình sẽ giảm cỡ chữ xuống à, 56 đi à, 56 ok và mình có thể đổi phông được nhé các bạn thích thì các bạn có thể đổi phông ở chỗ này và bạn format chữ ở chỗ này à, tuy nhiên mình sẽ để giữ nguyên cái phông này và giữ nguyên cái chữ này à, mình kích vào van để mình chọn cho nó cái animation khác nhé à, play Đó. thì mình sẽ chọn cho nó cái animation gọi là đánh máy chữ nhé Mình chọn vào đây xong mình nhấn vào animation à, Mình chọn tiếp là cái typewriter này Đó. Ok Ok bây giờ mình sẽ thêm cái logo kênh của mình vào chỗ này nhé Để làm sao mình đỡ phải thêm Thì để thêm logo kênh ấy thì các bạn nhấn vào cái nút này nhé Gọi là Add Image nhé à, Ấn vào đây Sau bạn chọn cái logo kênh của bạn à, Ví dụ mình sẽ đi vào desktop của mình này Mình có cái kênh này Đây đây là cái logo kênh của mình nhé ES này nhé Mình kích vào Open Nó sẽ mở cho mình cái logo kênh Sau đó mình sẽ thu nhỏ nó lại à, Thu nhỏ nó lại đặt ở trên này rồi ok và tiếp theo mình có thể chọn cho nó animation cho cái logo của cái kênh này ví dụ mình sẽ chọn cái này chẳng hạn drop down này chẳng hạn đó sau mình play thử xem nó có khớp không Ờ à, cái kênh này nó hơi bị uh, thấp mình sẽ kéo nó xuống đây một tí nó cao quá mình kéo thấp xuống đây và nó bậy chèn lên cái chữ này thì uh, bạn có thể nhấn cái nút này nhé để sắp xếp sắp xếp các cái layer bạn ấn vào đây À, bạn Send Backward à, Đưa nó xuống dưới Ok Đó, Nó sẽ ở bên dưới của cái chữ mình Play tiếp Ok Rất là đẹp Click vào OK Như vậy là bạn đưa một cái rồi Rồi Đến ở cuối này Thì bạn muốn cho nó mất đi ấy, Thì mình sẽ thu ngắn cái title này lại nhé Thu ngắn này Ok Play lại rồi ok và bây giờ mình muốn lưu cái lưu cái giới thiệu kênh này để lần sau mình có thể dùng ấy cho những cái video khác ấy. thì bây giờ mình sẽ kích vào nút này nhá file nhá sau uh, phần save project as template chỗ này nhá save project tức là lưu dự án dưới dạng mẫu uh, kích vào đây uh, ok đó rồi tức là lần sau nếu như mà mình muốn dùng ấy thì mình sẽ vào phần media này vào custom này đây là cái logo kênh của mình mình có thể đổi tên nó nhé mình kích chuột phải mình đổi tên đây là giới thiệu going YouTube okay Đó, lần sau mình có thể dùng cái này và nếu như mà bây giờ mình muốn xuất nó ra để mình dùng cho các phần mềm khác ấy, thì mình nhấn vào nút export này nhé nhưng mà các bạn nhớ nhá nếu mà Filmora 11 ấy muốn xuất bản video ấy thì các bạn sẽ phải có cái tài khoản nhé bạn nhớ đăng nhập vào cái tài khoản của bạn nhé tạo tài khoản miễn phí cũng được thì nó sẽ có logo thế còn bạn nào muốn xóa logo ấy thì bạn sẽ phải mua bản quyền bản quyền của Filmora bản quyền chọn đời là một triệu rưỡi nhé hiện tại thì bạn mua Filmora là bạn được cập nhật lên tất cả các bản tiếp theo Filmora 12, 13 gì đều ok nhé mình có hỗ trợ các bạn mua hộ ấy. thông tin các thứ thì mình đặt ở dưới phần mô tả kích vào ok và nhấn vào export ở sau bạn nhấn vào đây là giới thiệu kênh à, bạn nhớ chọn bên phần local để nhá sau chọn mp4 nhé giới thiệu kênh bạn nhấn tiếp vào phần cài đặt sau bạn chọn tiếp là cái frame rate là cái tỷ lệ à, cái số khung hình trên dây 24 và bạn tăng cái bit rate lên 20.000 sau bạn nhấn vào ok À, và bạn nhấn export thế là nó sẽ xuất bản ra một cái giới thiệu kênh cho các bạn export này. Ok, uh, open folder. À, đây là cái giới thiệu kênh của mình, mình sẽ play. rất là đơn giản đúng không? đấy là làm nào để tạo một cái giới thiệu kênh YouTube với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.